Chào chương trình, em rất là thích tìm hiểu về các loại cây thuốc nam. Em có người nhà bị viêm gan B và cũng đang lấy thuốc cà gai leo ở nhà thuốc mình. Gia đình em muốn dùng cây cà gai leo lâu dài để điều trị bệnh cho người nhà. Xin hỏi chương trình là uống cây cà gai leo nhiều có hại không? Em nghe nói uống cà gai leo hại thận phải không ạ? Em mong sớm nhận được hồi âm. Em xin chân thành cảm ơn. Chào bạn. Như bạn đã biết thì cây cà gai leo từ lâu trong dân gian là một vị thuốc chuyên dùng để điều trị các bệnh về gan, giúp mát gan, giải độc, hạ men gan. Và đặc biệt là rễ cà gai leo thì có tác dụng là giải độc bia rượu. Ngày nay cà gai leo được các chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả điều trị bệnh viêm gan B. Vị thuốc này đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của bệnh nhân viêm gan B. Thông tin nói uống cây cà gai leo hại thận là không chính xác. Các nghiên cứu về cây cà gai leo chỉ ra rằng cà gai leo giúp phục hồi và bảo vệ chức năng gan. Đây là một trong những tiền đề để nâng cao thể trạng, sức khỏe và kể cả chức năng thận. Vì vậy, theo quy luật bắt cầu thì khi gan khỏe thì ngũ tạng gồm tâm, thận, tỳ, phế đều được củng cố. Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy cây cà gai leo lành tính, không có độc và không gây tác dụng phụ. Vì vậy thì bạn có thể yên tâm để sử dụng cây cà gai leo lâu dài hàng ngày. Thời gian qua thì một số trang mạng, báo đài được sự tài trợ của các công ty thực phẩm chức năng nhằm quảng bá cho sản phẩm của mình thì đã tung thông tin là uống cây cà gai leo có hại, có độc nên sử dụng cà gai leo chế biến dạng viên. Những thông tin này là hoàn toàn không có cơ sở, bởi các tài liệu về y dược học, các nghiên cứu cũng khẳng định hiệu quả của cây cà gai leo. Cây thuốc này từ lâu đã được nhân dân ta sử dụng làm thuốc. Điều quan trọng mà bệnh nhân nên lưu tâm khi đặt cây cà gai leo khô thì nên đặt ở những địa chỉ uy tín, cung cấp sản phẩm lâu dài trên thị trường. Trong khi ngành thực phẩm chức năng của nước ta đang phát triển, sự quản lý của các cơ quan ban ngành còn chưa chặt chẽ, nên việc sản xuất các chế phẩm như là thực phẩm chức năng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như là hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc sử dụng cây cà gai leo khô chế biến sạch sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân hiện nay, bởi vì chúng ta có thể kiểm soát chất lượng của các loại dược liệu.